Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ hôm nay trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở khu vực Hà Nội, nền nhiệt cao nhất là 25 độ C và thấp nhất là 16 độ C, mưa gián đoạn. Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này nền nhiệt giảm không nhiều nhưng trời khá rét do có mưa. Sau đó khoảng từ ngày 10 đến 11 tháng 12, nền nhiệt ban ngày tăng có nắng, đêm vẫn rét từ 16 đến 18 độ C. Ngày 12 tháng 12, một đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục bổ sung và thời tiết miền Bắc lại chuyển rét. Khu vực Bắc Trung Bộ mưa vài nơi từ đêm nay đến ngày 8 tháng 12 và từ ngày 11 tháng 12. Khu vực này có mưa, mưa rào rải rác, trời rét riêng ngày 10 đến 12 tháng 12, đêm và sáng trời rét. Trung và Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi, trong đó đêm 7 và ngày 8 tháng 12 có mưa rào rải rác, mưa to và dông từ 11 đến 15 tháng 12 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông khu vực. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, từ sáng mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, từ sáng mai trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, từ ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ chiều mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ chiều mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, từ chiều tối mai cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, từ chiều tối mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, ngày cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 4 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 2 đến 3 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc. Dự báo từ ngày 7 tháng 12, miền Bắc bắt đầu chuyển rét, không khí lạnh mạnh tràn về và kèm theo mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ hôm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, vừa qua, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo trong tháng 12, Hà Nội và khu vực miền Bắc sẽ bị ảnh hưởng 3-4 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường gây rét, rét đậm và mưa. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng. Mới đây, địa phương này đã đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về nguy cơ sạt lở đất đá tại điểm dân cư làng Tu Hon, sau khi hàng chục tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống gây ảnh hưởng trực tiếp an toàn của người dân địa phương. Ngày 6 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đã có báo cáo khẩn cấp tình trạng sạt lở đất đá tại một số điểm dân cư trên địa bàn xã Trà Giòn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, do ảnh hưởng bởi các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 11 năm 2024, các trận động đất xảy ra tại các khu vực tỉnh Kon Tum, Quảng Nam vào các ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, trên địa bàn xã Trà Giòn xuất hiện một số vị trí sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Qua kiểm tra, phía trên đỉnh núi Ngọc Mong, cách khu dân cư Tu Hon khoảng 500-600 m, trên độ cao khoảng 250 m so với mặt đường quốc lộ 40B, do ảnh hưởng bởi các trận động đất kích thích thời gian qua, đặc biệt các trận động đất vào ngày 30 tháng 11 và 1 tháng 12, một số tảng đá lớn đã lăn xuống nhưng bị dây leo, cây cối cản lại. Ngoài ra, tại khu dân cư làng Tắc Bát và làng Lê, phía ta luy dương có mạch nước ngầm, tạo ra cung trượt với khối lượng đất đá rất lớn. Mảng đồi ta luy dương cách mép đường khoảng 25 m đã bị sụt lún, đứt gãy, không liên kết với đoạn phía trên. Xung quanh nhà dân đã xuất hiện các vết nứt gây nên nguy cơ sụt lún, hư hỏng nhà cửa là rất lớn. Từ tháng 9 năm 2024 đến nay, mỗi khi mưa lớn xảy ra, các hộ gia đình này phải sơ tán sang nhà ở khác để đảm bảo an toàn. Hiện tại, hàng chục hộ gia đình sinh sống tại các khu vực này rất lo lắng, bất an. Một số hộ đã chủ động sơ tán sang ở tại các làng khác và không dám đưa con em đến học tại điểm trường tiểu học, mẫu giáo Tu Hon. Với thực trạng sạt lở đất đá và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng tại các khu vực nêu trên, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ngành liên quan sớm có kế hoạch kiểm tra, có hướng chỉ đạo xử lý trước mắt và lâu dài để đảm bảo an toàn về người, tài sản cho nhân dân. Đồng thời, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về nguy cơ sạt lở đất đá điểm dân cư làng Tu Hon để huyện có cơ sở đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh chìm trong lớp sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn và các tòa nhà cao tầng. Hiện tượng này kéo dài và nhiều ngày kết hợp với nhiệt độ giảm còn 22 đến 24 độ C, khiến cho thời tiết se lạnh bất thường. Nguyên nhân của hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh, theo các chuyên gia và cơ quan khí tượng là do ảnh hưởng bởi không khí lạnh, khuyến cáo người dân che chắn kỹ khi ra đường do trời mù khiến lượng bụi trong không khí tăng cao. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng sớm ngày 6 tháng 12, nhiều khu vực bị bao phủ bởi một lớp như sương mù đặc quánh. Tình trạng này kéo dài từ sáng sớm đến chiều, thậm chí đêm và đã diễn ra nhiều ngày qua. Tại các khu vực cửa ngõ, các quận nội thành, khu vực hai bên bờ sông Sài Gòn, ven kênh rạch, quận Bình Thạnh, quận 1, quận 8, thành phố Thủ Đức đều bị lớp mù bao phủ. Ở tầm nhìn chưa đầy 1 km, hầu hết các tòa nhà cao tầng, khu dân cư đều bị che khuất trong màu trắng đục. Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào mùa khô nhưng độ ẩm trong không khí vẫn khá cao. Tình trạng không khí màu trắng đục diễn ra những ngày qua là hiện tượng mù hỗn hợp do sương mù kết hợp với mù khô và các chất trong không khí tạo nên.
Theo bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên nhân chính của hiện tượng trời mù là do không khí lạnh ở phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, làm nhiệt độ không khí giảm. Bên cạnh đó, trên vùng biển phía Nam hình thành rãnh áp thấp có những vùng hội tụ ẩm, tạo nên độ ẩm trong không khí khá cao tại hầu hết các tỉnh, thành phố Nam Bộ, có nơi trên 80%, khiến sương mù càng dày đặc hơn, chủ yếu vào sáng sớm. Chuyển sang những thông tin thời tiết quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cục Khí tượng Trung Quốc mới đây cho biết, nhiệt độ trung bình trong tháng 11 của nước này đã đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1961, cao hơn gần 2 độ C so với cùng kỳ trong lịch sử. Ông Giả Tiểu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, cho biết nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ trong lịch sử, các đợt không khí lạnh ít hơn. Nhiệt độ trung bình toàn quốc là 5,1 độ C, cao hơn 1,9 độ C so với cùng kỳ hàng năm và cao nhất cùng thời kỳ trong lịch sử kể từ năm 1961. Trong tháng 11 có 3 đợt không khí lạnh, ít hơn 1,3 đợt so với cùng kỳ hàng năm. Trong khi đó, lượng mưa tại Trung Quốc nhiều hơn, nhiều nơi phá kỷ lục về lượng mưa trong một ngày vào tháng 11. Hoạt động của bão cũng diễn ra bất thường, với 4 cơn bão hình thành trong cùng tháng, hơn 1,9 cơn bão so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Quan chức này cũng cho biết, các đợt không khí lạnh sẽ thường xuyên xảy ra trong tháng 12, với sự biến đổi nhiệt độ đáng kể trên hầu hết cả nước Trung Quốc. Ba rủi ro khí tượng lớn được dự báo có thể xảy ra trong tháng 12 do các đợt không khí lạnh thường xuyên, đó là nhiệt độ thấp, gió mạnh và thảm họa mưa tuyết đóng băng, gây ảnh hưởng đến các ngành nông nghiệp, giao thông và năng lượng của nước này. Thưa quý vị, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, khu vực dọc theo trung tâm dãy núi Appalachia và vùng cao tại New England của Mỹ có thể ghi nhận tuyết rơi dày tới 300mm, duy trì cảnh báo bão tuyết. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS, đợt không khí lạnh từ Bắc Cực tiếp tục quét sang Đông Bắc Mỹ gây tuyết rơi dày và gió giật mạnh. NWS cảnh báo không khí lạnh cùng với gió giật lên tới 128 km/h, khả năng sẽ gây mất điện, rơi gãy cành cây, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau đó, nhiệt độ thấp hơn mức bình thường sẽ bao trùm miền Bắc và miền Đông nước Mỹ. NWS dự kiến tổng lượng tuyết rơi từ 300 đến 600mm ở các vành đai tuyết rơi do hiệu ứng hồ. Không khí lạnh gặp nước ấm bốc lên từ hồ sẽ trở thành các khối khí nóng, ẩm và thoát hơi ẩm, rồi biến thành tuyết khi nhiệt độ đủ lạnh. Khu vực dọc theo dãy núi Appalachians và vùng cao tại New England ở Mỹ có thể ghi nhận tuyết rơi dày 300mm. Cơ quan trên duy trì cảnh báo bão tuyết đối với một số khu vực trung tâm dãy núi Appalachians. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai của báo điện tử VTC News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!